xây tương thân tình trong đạo phật tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. A Di Đà Phật, chúng con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và Nhật Phúc Kinh. Kính chào quý khán thính giả, chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay trên đài ABC, chúng con kính cầu thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Lý, Ngài là viện chủ của chùa Điều Ngự, và hy vọng qua những chia sẻ và giảng dạy qua những điều vi diệu của Đức Phật, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ hiểu sâu hơn về Phật Pháp, đã có được một đời sống thật tâm linh và an lạc. Và giờ này xin mời quý vị theo dõi chương trình. A Di Đà Phật, con xin chào Thầy Thích Viên Lý. A Di Đà Phật, xin chào cô Nhật Phúc. Kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và kính chào quý khán thính giả của đài IBC TV. Dạ, thưa Thầy, con xin ôm lại 5 điều vừa rồi trong 10 điều trọng yếu của sự tu hành. Và Thầy đã giảng qua trong những show vừa rồi. Điều thứ nhất đó là hiếu dưỡng cha mẹ. Điều thứ hai, làm tròn bổn phận. Điều thứ ba, tin sâu nhân quả. Điều thứ tư, không sát sanh ăn chay. Và điều thứ năm đó là phóng sinh cứu mạng. Thưa Thầy, điều thứ sáu đó là trí tâm thành kính. Con cũng không hiểu rõ những chi tiết về điều này. Xin Thầy giảng thêm cho con hiểu và cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ. Cảm ơn cô Nhật Phúc. Thưa quý vị, cái điều thứ sáu đó, thưa quý vị, rất là quan trọng bởi vì nó là nền tảng căn bản cho mọi cái sự thành tựu. Dù đó là sự nghiệp của thế tục hay là cái sứ mệnh thiêng liêng cao cả của đạo giáo. Nếu mà chúng ta thiếu cái lòng chí thành đó, thì mình khó để có thể hoàn tất được những cái công việc lớn lao mà mình đang đảm trách, những cái trọng nhiệm mà mình gánh vác trên đôi vai của mình. Mình phải làm với tất cả cái sự chí thành, có tất cả cái tinh thần trách nhiệm. Mình phải luôn luôn quan tâm, tận tụy, hy sinh vì cái công việc của mình. Công việc lớn đó là cứu lấy cái nỗi khổ của vô lượng, vô số chúng sinh. Cái công việc bình thường mỗi ngày, chẳng hạn như chúng ta làm một cái nghề nghiệp nào đó, dù có chủ hay không có chủ, dù có được nhắc nhở hay không được nhắc nhở, chúng ta phải quan tâm đúng mức, làm tròn cái trách nhiệm của mình chứ không được lơ là. Không phải là mình được nhắc nhở rồi mình làm 2-3 tuần hay 2-3 ngày cái quên mất. Cái đó là nó cho thấy cái tinh thần thiếu trách nhiệm. Và khi mà đã thiếu trách nhiệm rồi thì không được cái người chủ, người giám đốc họ tin tưởng được. Bởi vì sao? Bởi vì mình lơ là, mình không quan tâm, mình không có tha thiết với cái công việc của mình. Mình đứng núi này, mình trong núi khác, mình làm cái công việc này nhưng mà mình không làm tròn, mình cứ nhảy tới nhảy lui. Như vậy thì nó vừa mất thời giờ, nó nhất nghệ tinh, nhất thông minh. Nó vừa mất thời giờ mà nó vừa lao tâm khổ trí mà vừa mất uy tín, bởi vì mình không làm tròn cái trách nhiệm. Cho nên cái trách nhiệm của mình phải ghi xuống cái phận sự của mình về cái công việc đó hàng ngày là gì. Mình phải ghi xuống, phải có một cái nhật ký ghi vào những cái việc mà mình trách nhiệm. Còn nếu không là sẽ hỏng việc. Cho nên từ ở trong đài, trong chùa, trong tăng đoàn, trong giáo hội v.v. chúng tôi rất là quan tâm những người mà mình giao một cái nhiệm vụ nào đó mà mình thấy họ cứ lơ là thì tự nhiên mình cũng mất đi cái niềm tin của mình. Do vậy mà cái sự chí thành, nhất là cái việc tu tập, nếu mà mình không có chí thành, mình không có chí tâm, mình không có thành kính thì không bao giờ mình tu đến nơi đến chốn cả. Cho nên từ vấn đề niệm Phật cho đến ngồi thiền, cho đến trì chú, tất cả những cái pháp môn mà mình thấy rằng là mình có thể tu hành thì mình còn phải đem hết cái thành tâm, đem hết cái sự thành kính để mà
hành trì để mà thực hiện. Đó là nói đến một cái nhân tố có thể nói là vô cùng trọng yếu. Nếu mình không tha thiết, mình không có hết lòng thì từ cái việc rất nhỏ mình cũng không thể thành công được. Cho nên làm bất cứ việc gì mà không có cái sự chí tâm, không có cái sự thành kính, thưa quý vị, chắc chắn là chúng ta không mơ ước là mình sẽ gặt hái được, dù đó là một cái thành công rất rất là nhỏ. Chính đó là cái lý do tại sao mà chúng ta còn phải chí tâm, còn phải thành kính, đặc biệt là trong cái vấn đề tu tập. Nhưng mà bất cứ ở cái lĩnh vực nào như chúng tôi đã thưa, thì không phải là chỉ có vấn đề tu tập, vấn đề tu học, bất cứ một cái ngành nghề nào mà chúng ta muốn đạt được cái sự thành công, muốn tạo cái sự tin tưởng đối với người trên, tạo cái sự thương mến đối với những cái cấp dưới vân vân, là chúng ta còn phải chi tâm, còn phải thành kính. Thì cô Nhật Phúc cũng đi làm phải không, tốt nghiệp xong rồi đi làm. Cô thấy cái yếu tố này nó có quan trọng không? Nếu mà bây giờ cô làm một cái việc nào đó mà cô lơ là, cô xong cái người cấp trên cứ nhắc hoài, lâu lâu cứ nhắc mình cứ quên, rồi mình không có làm tròn cái bổn phận của mình, thì cô thấy là cái sự nghiệp của cô nó như thế nào trong tương lai? Con nghĩ cái điều thứ sáu này, chí tâm thành kính này, rất là quan trọng đối với những người tu hành cũng như là những người đi học hay đi làm, quan trọng hơn là những người như mới tốt nghiệp ra đi làm giống như con. Cũng như là mỗi việc làm thì bắt đầu vô thì mình phải rất là ráng và cố gắng để làm sao mà như là sếp mình hay chủ mình thấy là mình có năng lực và để tiếp tục làm và có thể học hỏi và có thể hướng dẫn người khác nữa, thì mấy cái điều này con nghĩ rất là quan trọng. Đó, nhất là mình phải biết cái người chủ của mình, ban giám đốc họ muốn cái gì, cái mục đích ví dụ như mở cái đài đó là cho cái mục tiêu nào, hay là mở cái trung tâm này là vì cái mục đích gì. Nếu mà mình làm theo cái ý của mình thôi, mình bất chấp cái tiêu chí của ban giám đốc, bất chấp cái tiêu chí của một cái hệ thống tổ chức, mình chỉ làm theo cái tư ý muốn của mình, thích thì mình làm, tùy hứng. Nếu mình không làm theo cái sự hướng dẫn, hay kể là cái chương trình, hay là cái cái đường hướng của một cái tổ chức đó, thì làm sao mà tạo được cái sự tin tưởng, phải không? Dạ, đúng rồi. Cho nên mình phải hiểu, khi mà mình cộng tác với ai, với một cái tổ chức nào, thì mình phải hiểu được. Bây giờ ví dụ như đài IBC, mục đích của IBC là gì? Đó. Mà nếu mình không thấy được cái tiêu chí của đài, mình thích làm cái gì mình làm, thì coi như mình đi sai cái mục đích, mình đi sai cái chủ trương, mình đi ngược lại cái tiêu chí, thì làm sao mà người ta có thể tin tưởng được. Nếu mình thích cái gì mình thì mình làm theo cái đó tùy tiện thôi, chứ mình không có tôn trọng cái ý kiến của ban giám đốc. Và cái đó là cái mà nó tự mình đã hạ thấp cái giá trị của mình, và đó là chưa nói mình chỉ chuốc lấy cái sự thất bại, chứ mình không bao giờ có thể thành công được. Cô nghĩ khi mà thầy nói như vậy thì nó quá quá mạnh không, quá nặng không, hay là nó đúng, hay là hay là như thế nào, hay là sao? Dạ, cũng không cái gì quá mạnh. Dạ, tại vì nếu mà một người lớn rồi thì đã học hành có bằng, có cái vài năm kinh nghiệm trong cuộc sống rồi, thì cũng gọi là một người lớn để có trách nhiệm cho chính cuộc sống mình. Dạ, như thầy đã nói thì mình cũng phải ráng như vậy để có thể có được một tương lai cũng như là một cái chỗ đứng trong cái society hay là community. Rất rất là quan trọng, bởi vì nếu mình muốn có một cái chỗ đứng vững vàng ở trong xã hội, mình muốn lập thân, mình muốn có được một cái tương lai tốt đẹp, nhất là hiện tại đó, mọi sự nó đều được như ý, là mình còn phải thành tâm, thiện chí, mình phải cố gắng làm vào tất cả cái trách nhiệm
Nên mình không có lơ là, mình không phải làm hết giờ mà là làm hết việc, mình toàn tùy với công việc, làm sao để khi mà một cái tổ chức đó nó thăng tiến thì mình cũng đồng lúc mình thăng tiến, phải không? Ví dụ như một cái công ty đó mà cứ lỗ lã hoài thì mình đâu có được tăng lương, mình cũng không có được cái tiếng tăm, không có được cái uy tín, vì mình cũng là những người đi cùng trong một cái con thuyền. Ví dụ như thầy lo chuyện hành pháp, phải không? Yeah. Mà không có lo hành pháp, cuối suốt ngày cứ chạy lông bông chuyện này chuyện kia thì làm sao mà mình xem được cái công việc của mình. Đó là chưa nói mất thì giờ, tốn công sức, lao tâm, nhọc trí và trở thành một cái trò cười của thiên hạ. Cho nên đặc biệt là cái người mà tu tập là còn phải chí tâm, còn phải thành kính đối với những cái pháp môn, đối với những người đồng học, đối với những bậc thầy, kể cả những người mà ít tuổi hơn mình, đặc giá là đến sau mình, tất cả đều phải có một cái sự tương kính, phải có một cái sự chí tâm, phải có một cái sự quyết tâm. Đó là cái điều rất rất là quan trọng để đưa đến cái sự thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Dạ. Yeah. Xin quý vị hãy nghỉ đừng rời khỏi máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của Đài ABC. Xin cảm ơn quý vị. Xây hương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu.